bao nhiêu tấm nồng. Thôi Linh, chào về, vui tính quá. Chào khán giả NV các đã. Bên đây. Chào khán giả NV nhé, tình bạn mới là đây. Đọc cho. Rồi. Em Nguyễn Nam, Bình Giang à, tập cảnh tặng bông. Dạ, nhưng mà em thì thật sự là không biết con gái là phải làm sao thiện thùng. Khi mà ra đó thì Giang đứng, thì Giang nhìn thế là đổi vai cho nhau. Và em lại là người tặng bông và Giang lại là người thiện thùng. Khi khán giả phía trước xem á thì họ thấy những bông đen tạo thành chữ đó, thành tựu rất là đẹp. Nhưng khi biết sao em đứng đây bằng tay, như em nhìn liền với bạn rất là buồn cười ạ. Các bạn bằng chui thế này này, bằng phía sau chui phía dưới, các bạn tạo hình ảnh rất là buồn cười. Các bạn vừa làm được một, tôi cho rằng đó là một tác phẩm nghệ thuật về tạo hình, nó xứng đáng được tôn vinh. Tôi hết sức xúc động và xin cảm ơn các bạn. Nhiều cảm xúc khác nhau các bạn đã đưa đến cho khán giả truyền hình, tôi nghĩ là như vậy, những ai đang theo dõi chương trình này. Ở trong đó thì các bạn có đề cập tới cả những vấn đề còn tồn tại như là bạo lực học đường, và chỉ có những bàn tay thân ái của tình bạn mới có thể cứu rỗi tất cả, mới có thể làm nên tất cả những điều tốt đẹp nhất. Mà các bạn mà làm thêm nữa đó, có lẽ là tôi sẽ khóc trước khi anh Sâm khóc. Tôi biết là anh Sâm cũng rất là xúc động, nhưng mà kìm nén cảm xúc của mình thì không nói quá lên thôi. Nhưng tôi rất là xúc động và chúc mừng các bạn không làm cho tôi thất vọng một chút nào cả. Khi xuân đã về bên hiên nhà, ai cho cảnh đào tươi thắm. Na 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 na, khi xuân đã về với muôn ngàn hoa cho lộc đầy muôn nơi. Quen gọi là đàn bát hoặc là đàn chén ấy. Cái nước trong này phải đổ theo một cái mực nước nhất định để mình, khi mình gõ, mình vừa đổ mình vừa nghe, đến khi mà mình đạt được cái âm mà mình chuẩn mà mình muốn sử dụng ấy, thì nó sẽ được. Đây là nhạc cụ Chromebook. Chromebook này thì trong cái bộ đàn tơ rưng ấy thì nó sắp xếp theo cái thang nốt nhạc của mình, và mình chỉ chọn có hai nốt là nốt mi và nốt si để mình hòa tấu cùng với cả cái bản nhạc đồng đội của cùng cả anh em. Thank you.
có rất nhiều tài năng, từ kèn lá cho đến sáo, cho đến đàn, đến nhiều thứ nhạc cụ khác nhau. Và cái bài hát cuối cùng, cái bản nhạc cuối cùng, tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều hiểu, đấy là bài Đồng Đội. Vâng, bài Đồng Đội. Rất cảm ơn các bạn. Tự nhiên khi mà được xem các bạn biểu diễn, được thể hiện tài năng của mình xong, tự nhiên tôi cảm thấy là chắc mình phải xem lại tình bạn của mình, và mình sẽ có một chút suy nghĩ về tình bạn của chính bản thân của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã làm rất tốt. Từ ngay những cái lúc mà các bạn tập luyện ra đúng là chất lính, rất là tài, chén gõ được, rồi có hai cái ống tre cũng thành nhạc cụ, rồi hai cái lá cũng thành nhạc cụ. Rồi ngay cái lúc diễn của những cái anh mà diễn đóng vô trong vai là quậy vô quán bar, diễn cũng rất là cảm xúc. Gà què ăn quẩn cối xay, bí thư như vậy không may cái gì đó. À thì ra là có vẻ như là có một trận ẩu đả đang xảy ra của các bạn của chúng ta. Chuyện gì, chị gì phân xử coi, chị gì mà tại sao nhào vô quánh túi của bí thư? Nó nghĩ là bây giờ em có một cái bầu mà không biết chi làm sao, bây giờ cứ chi qua chi lại không ai nhận hết trơn. Nhưng mà thật chắc là của ông này, có lẽ đây là một đoạn trong cái vở kịch mà họ sẽ thể hiện về tình bạn của mình. À, các bạn của trường cao đẳng Phương Đông, các bạn đã chuẩn bị tập luyện kỹ cho cái phần thể hiện của mình. Vào đi, vào đi. Dạ, yeah, tập luyện rất là kỹ ạ. Và tôi thấy là tại sao chỉ có hai cái bức pano thôi, ngoài ra còn có đạo cụ gì nữa hay không? Dạ không ạ. Dạ không. À, như vậy các bạn chỉ chủ yếu sử dụng và nội dung lời thoại của vở kịch thôi đúng không ạ? Dạ, bọn em tập trung về diễn xuất ạ. Và bây giờ thì tôi nghĩ là họ cũng đã sẵn sàng rất là nhiều cho phần thi của mình ở trên sân khấu rồi. Các bạn có một cái câu khẩu hiệu hay là một cái sự quyết tâm gì hay không ạ? Trời ơi là Trinh, sao mà cậu dại dột vậy? Thôi, ông định gây tay te lên cho cả cái trường Phương Đông này biết rằng Trinh vì dại dột lao vào trò sống thử nên bây giờ đành phải mang. Nhưng mà mình lo lắm. Hai bà, hai bà coi chừng có ngày mất Trinh luôn á. Ông anh nói cho cẩn thận nha. Không phải, coi chừng con ý tôi là con Trinh nó nghỉ quẩn đó. Vấn đề bây giờ á là bọn mình phải tìm ra một giải pháp để giúp Trinh nó tháo gỡ. Mình xin lỗi, nó tháo gỡ cái dại dột này, đúng không ông Bí? Thôi thôi, bây giờ cái đầu của mình cũng đang rối như tôm mì tôm đây. Vì gì ông phải nói? Thôi thôi thôi, vậy bây giờ Trinh cần gì? Mình cần những lời khuyên. Đúng, những lời khuyên. Vậy tại sao lúc bà tưng tưng với thằng Sở Khanh đó, bà không dắt theo tụi tôi đi để khuyên chừng chừng giùm cho, đúng không? Đúng không? Đã là bạn thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thằng ăn ốc thì biến đi mất. Ba anh em tụi mình đi đổ vỏ à. Vậy thì ông mình đổ một mình đi. Cứ xử như vậy mà gọi là bạn được à? Thôi, các bạn đừng vì mình mà mất đoàn kết nữa. Cứ nghĩ các bạn là những người bạn bè thân thiết nhất của mình nên mình mới thổ lộ ra. Vậy mà thôi, lỗi lầm mình gây ra, mình tự tìm cách giải quyết vậy. Giải quyết sao? Mình đi đây. Đi đâu? Đi đâu? Ngồi xuống. Giải quyết được đó à? Thật là dại dột. Thôi được rồi, mình đã có một hướng giải quyết. Này Trinh, hắn đâu? Hắn